Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Phong Nam Vực, Manasa, ngươi chính là Manasa. Tiếu Tiếu đại nhân từng nghe nói đến ta. Chắc là Dương Khai đã nói với hai vị đại nhân hả? Ta và Dương Khai không đánh không quen biết. Ta coi hắn là đối thủ lớn nhất. Xem ra hắn cũng không hề coi thường ta. Cũng chính là vinh dự của tại hạ. Không đúng, ngươi không phải là Manasa. Võ Thanh đại nhân, nơi này là có ý gì? Ta không phải Manasa thì là ai chứ? Theo như ta biết, Manasa chính là tiên thiên vực chủ. Mặc dù tiên thiên vực chủ mạnh hơn vực chủ khác, nhưng mà lại có hạn chế trời sinh, cả đời khó mà tấn thăng vương chủ chi cảnh. Người nào vương chủ sao có thể là Manasa? Lời của Võ Thanh đại nhân rất là có lý. Tiên thiên vực chủ đúng là khó tấn thăng vương chủ, nhưng mà luôn có những sự khác biệt. Sự hiểu biết của nhân tộc đối với ma tộc thực ra không hề toàn diện như là các người nghĩ. Mà hai vị lại độc hành ở nơi này ngàn năm, liệu có thể có được bao nhiêu tình báo cơ chứ? Tiên thiên vực chủ khó tấn thăng vương chủ là thường thức mà nhân tộc nhận biết nhiều năm nay. Nếu như nhận thức này là thường thức, vậy tình hình có lẽ là không ổn rồi. Số lượng tiên thiên vực chủ ở phía Mặc tộc không hề ít. Ta cũng không cần giả mạo ai hết. Ta mãi mãi chỉ là chính ta. Đương nhiên, rốt cuộc thân phận của ta thế nào không hề quan trọng. Quan trọng lần này ta đến Càn Khôn Nô. Ngươi là từ Càn Khôn Nô bước ra đúng không? Ngươi? Thì ra là vậy. 300 năm trước, trong không chi vực truyền đến động tĩnh là Càn Khôn Nô đã hiện thế. Quả nhiên, nhân tộc đều không dễ đối phó. Ta vốn dĩ định mượn sức mạnh của ngôn ngữ đả kích tâm trí của hai vị cửu phẩm này. Tốt nhất là có thể lay động tâm tính của bọn họ. Ai mà ngờ chỉ 2-3 lời là bị đối phương nhìn ra được một số vấn đề. Không chi vực. Xem ra Mặc tộc đại quân tập kết ngoài không chi vực không phải là để tấn công phía nhân tộc. Mọi việc không hề đơn giản như vậy. Đề cao cảnh giác, vận khí của ngươi không tồi. Nhân tộc ta có lẽ đã diễn sinh ra không ít cửu phẩm nhỉ? Trong Càn Khôn Nô, nhân tộc đã diễn sinh ra tất cả là 4 vị cửu phẩm. Dương Khai có lẽ là một trong số đó. Dương Khai thật đúng là bất thế kỳ tài. Đối với Dương Khai trước giờ đều rất kính trọng, năm đó cũng đã có rất nhiều giao tình với Dương huynh. Xem ra ngươi đã chịu không ít thiệt thòi. Có lẽ hai vị có điều không biết, Dương huynh tấn thăng cửu phẩm không phải là nhờ vào cực phẩm khai thiên đan, mà là tu hành một bí thuật cực kỳ thần diệu. Trong Càn Khôn Nô, Mặc tộc cổ ta bình cường thế chúng, đã có 4 vị trí vẹn toàn, chỉ cần hắn lọt bẫy. Rồi thì Dương huynh dù gì cũng là Dương huynh, dưới tuyệt cảnh như vậy mà cũng có thể thoái chuyển càn khôn, nắm trận đột phá. Không chỉ nào phá hỏng đại kế của ta, còn thuận thế chàm sát một vị vương chủ của Mặc tộc ta. Trận chiến đó Mặc tộc cổ ta tử thương vô số. Nếu như Tiếu Tiếu đại nhân biết một ít bí sự ở trong Càn Khôn Nô, vậy thì chắc chắn là biết được tiến vào Càn Khôn Nô qua cửa nào thì sẽ quay về đúng vị trí đó. Ta ngày đó tiến vào Càn Khôn Nô cùng với Dương huynh. Nhưng mà khi Càn Khôn Nô đóng lại, ta chuẩn bị trước sẽ cùng Dương huynh liều chết một trận. Nhân vật như là Dương huynh, nếu Manasa chết trong tay của hắn cũng không oan uổng. Nhưng mà không bằng hai vị đoán thử xem sau đó đã xảy ra chuyện gì. Sau khi ta quay về từ Càn Khôn Nô, lại không thấy bóng dáng của Dương huynh. Nhờ đó mà ta cũng nhặt được một cái mạng. Sau đó tu dưỡng 100 năm thì mới hồi phục lại được. Đương nhiên, trọng điểm không phải là cái này. Trọng điểm là đến tận hôm nay cũng không thấy bóng dáng của Dương huynh đâu. Ngươi muốn nói gì? Sợ rằng Dương huynh đã bị mắc kẹt ở nơi nào đó trong Càn Khôn Nô, không thể nào thoát thân rồi. Vậy thì đã sao, lần này ngươi đến chắc không phải chỉ để nói những thứ này nhỉ? Đương nhiên là không phải. Hai vị đại nhân, nhân tộc tương diệt, Duy Mặc Vĩnh Hằng, thời gian của ta không còn nhiều, cho nên lần này đến chỉ có một mục đích. Mời hai vị đại nhân mau đi chết đi.